人考古。chơi và sinh hộ thời gian mở 10 giờ và đóng cửa vào lúc 22 giờ 45. Chúng ta sẽ vào quán.
9 sen, mới là nãy là bao nhiêu? Bỏ 9 sen tiền gốc. 9 vào 1 man 8 tiền gốc. Được thu lại không bao nhiêu. Xem số tiền thu lại là bao nhiêu. Thế là mình nãy được 1 man được 2 sen 6. Còn tiền không?
296. Ngày mai là 296.